nhằm chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Nên từ năm 2016 đến nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hiện nhiều mô hình trồng rau ăn lá theo hướng hữu cơ trong nhà lưới, bước đầu đạt được kết quả khả quan về năng suất và chất lượng. Thông thường, mô hình nhà lưới được thiết kế xây dựng với diện tích 1.000m² trở lên, được phủ hoàn toàn bằng lưới cả trên mái và xung quanh, có cửa ra vào, nhằm ngăn ngừa côn trùng xâm nhập. Khung nhà lưới được làm bằng cột bê tông hoặc sắt vững chắc. Nhà lưới có độ cao phổ biến từ 3,5m đến 4m. Vật liệu lưới che là lưới mùng màu trắng, nhằm bảo đảm ánh sáng cho cây quang hợp. Lưới bao quanh không chỉ ngăn côn trùng mà còn giảm được cường độ bức xạ của mặt trời, giúp nhiệt độ thích hợp cho rau phát triển. Loại nhà lưới này có nhiều ưu điểm là ngăn được côn trùng. Do vậy, hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng thuốc trừ sâu, sản phẩm rau an toàn hơn, tăng được số vòng quay thời vụ cho rau trong năm. Mô hình trồng rau vài ngàn mét vuông này có thể áp dụng ở đô thị rất phù hợp. Do diện tích nhỏ, bà con tập trung đầu tư thâm canh nên năng suất vẫn đảm bảo. Rau trồng vào mùa mưa, năng suất cũng cao hơn trồng ngoài ruộng. Để bà con nắm vững quy trình trồng rau theo hướng hữu cơ, Thạc sĩ Đặng Minh Nhật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bình Dương sẽ hướng dẫn bà con xung quanh vấn đề này. Thì thứ nhất là về chọn cái vùng đất á, thì mình chọn cái vùng đất đảm bảo cái giới hạn kim loại nặng trong đất và nó sẽ cách xa các bệnh viện, khu công nghiệp cũng như là khu xử lý chất thải. Đối với cái trồng rau hữu cơ á, thì mình phải khoanh vùng và có cái vùng đệm để cách ly cái khoảng trồng rau hữu cơ so với lại những cái môi trường xung quanh hoặc là tường rào vật lý. Thì đó là về chọn đất. Thì đối với cái dùng nước tưới á, thì phải đảm bảo là nước sạch, đảm bảo độ pH trung tính và nước á, thì đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật của nước như là không có nhiễm ô nhiễm, không có bị nhiễm kim loại nặng. Giống thì mình phải chọn các loại giống là đảm bảo trong cái danh mục sản xuất và kinh doanh. Và đối với giống mà trong trồng rau hữu cơ thì không được chọn giống biến đổi gen, không được sử dụng cái giống biến đổi gen mà chỉ sử dụng các giống và được Bộ Nông nghiệp cấp phép và phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Và sau khi mình chọn giống thì mình phải chuẩn bị phân bón. Thì đối với phân bón trồng rau theo hướng hữu cơ thì chỉ sử dụng phân bón hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học. Các loại phân hữu cơ được ủ hoai mục như là các loại phân gia súc, phân xanh. Phân gia súc thì gia cầm thì có phân gà, phân chuồng, mình ủ hoai mục với lại các chế phẩm sinh học như là chế phẩm nấm Trichoderma. Trong cái khâu chăm sóc á, thì mình chú ý tới cái khâu làm đất là một trong những cái khâu quan trọng để trồng rau theo hướng hữu cơ. Thì làm đất á, là mình phải trước khi làm đất mình phải xử lý bằng bón vôi hoặc là các chế phẩm xử lý đất bằng sinh học. Và khi xử lý đất thì mình phải có cái thời gian để phơi đất, diệt trừ một số mầm móng bệnh ở trong đất. Đối với trồng rau thì mình lên liếp từ luống từ 1 đến 1,2 và làm rãnh thoát nước, đảm bảo cho cây rau thoát nước tốt. Và cái luống của mình là phải được cài tươi xốp phơi đất. Thì trong cái trồng rau hữu cơ thì mình trước khi gieo và cấy ra thì mình sẽ bón lót các loại phân hữu cơ cũng như là bón các loại phân xanh. Thì sau khi mà trong quá trình trồng thì bà con bổ sung các loại phân bón hữu cơ tùy theo cái nhu cầu dinh dưỡng của từng giai đoạn của cây. Thì cái lượng phân hữu cơ là từ 20 tấn trên 1 hecta. Thì cái lượng phân này là tùy theo cái nhu cầu và giai đoạn của cây. Và ngoài các loại phân hữu cơ thì mình có thể bổ sung một số cái loại phân mà sinh học mà nằm trong cái danh mục, ví dụ như là phân trùng phối trong phân khoáng. Thì đối với bón thúc thì mình sẽ bón từ 10 ngày sau khi gieo hoặc xạ, bón thúc lần thứ hai là từ 15 đến 20 ngày. Đối với cách bón phân thì phân hữu cơ mình có thể sử dụng phân hữu cơ và trộn với tro trấu. Mình sẽ rải đều trên luống
và trên mặt luống cũng như là trên mặt của cây rau để bổ sung ở những giai đoạn móng thúc. Thì ngoài ra mình có thể sử dụng các dịch chiết xuất từ tỏi, ớt để phun xua đuổi côn trùng. Thì đối với phòng trừ sâu bệnh hại thì mình có thể sử trồng những cái cây dẫn dụ hoặc cái cây xua đuổi như là cây hoa cúc, cây sả ở xung quanh vườn để xua đuổi những cái côn trùng phá hại. Cuối cùng, đối với trồng rau theo phương pháp hữu cơ thì bà con chú ý là ở cái sổ nhật ký, sổ ghi chép hồ sơ để ghi chép lại, ví dụ là nguyên liệu đầu vào là phân bón, các loại thuốc sinh học, rồi các quá trình gieo trồng, bón lót, bón thúc bao nhiêu ngày thì phải ghi chép sổ lại để đảm bảo truy nguyên nguồn gốc. Đối với cái phương pháp trồng rau theo hướng hữu cơ thì bà con cần lưu ý những cái đặc điểm sau: là giống là không sử dụng giống biến đổi gen, giống phải có nguồn gốc rõ ràng. Còn về phân thì không sử dụng phân hóa học, sử dụng phân bón hữu cơ, phải được qua xử lý hoai mục. Và điều kiện về đất, nhà nước thì không bị ô nhiễm và đảm bảo là nguồn nước, nguồn đất sạch, không có tồn dư kim loại nặng cũng như là không bị ô nhiễm từ bên ngoài. Được biết là trước đây bạn là nhân viên ngân hàng, nhưng mà từ những cái suy nghĩ như thế nào mà bạn lại là không làm ngân hàng nữa mà đi trồng rau này ạ? Thì trước khi mà mình bén duyên với cái mảng nông nghiệp thì mình đã công tác và điều hành bên cái mảng tài chính ngân hàng khoảng 13 năm. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì mình cũng có đôi lần thì vì cái ngộ độc thực phẩm, thì cái cơ địa của mình nó rất là mệt, và khi mình đi xét nghiệm thì mình cảm thấy là ngộ độc từ cái rau cây quả. Và mình nhận thấy khi cái bản thân mình là lớn tuổi, là gọi là người trưởng thành đó, vẫn ảnh hưởng tới sức khỏe, thì mà như vậy thì các bạn nhỏ như những cái ươm mầm, những cái bé mầm non, những cái bé học sinh, để là những cái tài năng tương lai của đất nước, mà để các bé mà lỡ có bị ngộ độc như vậy thì nó rất là tội và rất ảnh hưởng tới sức khỏe sau này. Trên cái ý tưởng đó thì mình sẽ là mình trồng thử nghiệm ở Định Hòa khoảng như là 3.000 m², sau đó mình sẽ những cái sản phẩm đó thì chúng tôi sẽ cấp hết toàn bộ vào những cái trường học. Thì nhận thấy những cái sản phẩm của mình tốt và đảm bảo những cái yêu cầu tiêu chuẩn và kỹ thuật của sở nông nghiệp và các chi hội đề ra, thì chúng tôi mạnh dạng và nhân rộng. Và hiện tại chúng tôi đang hoạt động trên 4 farm, là cũng thường là gắn liền với trường học. Hiện tại chúng tôi đang nói chuyện với các anh chị đây là một cái farm liên kết giữa công ty rau sạch gia đình và hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm, Bình Dương. Được biết là hiện nay bạn đã áp dụng những cái quy trình là sản xuất theo hướng hữu cơ hoàn toàn. Thì qua cái sản xuất như thế này thì bạn đánh giá về cái sản lượng cũng như cái chất lượng rau như thế nào ạ? Thì qua 5 năm khởi nghiệp cùng những cây rau và cây quả, thì trong đó nó cũng mình cũng rút ra được kinh nghiệm là hiện tại thì công ty đang sản xuất theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp và hướng hữu cơ. Thì khi cái sản phẩm mà sản xuất theo cái hướng hữu cơ thì cái chất lượng sản phẩm đó là càng ngày nó càng cao. Tuy nhiên là cái sản lượng nó sẽ giảm, nó không có đạt cái sản lượng theo như cái tổng diện tích mà mình đã đề ra ban đầu, giống như là sản xuất Việt Gáp. Và cái màu sắc và những cái lá cây rau nó cũng không có được là bóng bẩy như những cái sản phẩm thông thường. Nhưng mà về cái chất lượng của nó thì là chất lượng đó thì cao hơn Việt Gáp, và nó là hầu như là đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện nay thì theo tôi được biết là bạn ưu tiên cung cấp cho các trường học, thì ngoài ra thì bạn còn cung cấp ở thị trường bên ngoài hay không ạ? Hiện tại hệ thống cái khách hàng của mình là hầu như là tất cả các trường học, mà những cái trường lớn như là Ngô Thời Nhiệm thì những hệ thống trường này thì mỗi ngày thì họ nhập nửa tấn rau là chuyện thường, và nó đều đặn như thế. Thứ hai nữa là ví dụ như là mình còn ưu tiên phát triển thêm cái theo cái chuỗi cửa hàng của CB Bookshop, những cái hàng thịt heo đó thì mới có rau quả của mình. Và tất cả những cái cửa hàng mà họ kinh doanh thực phẩm sạch ở chợ hoặc là ở những cái khu dân cư như là Hiệp Thành 3, Hiệp Thành 1, Hiệp Thành 2, Phú Chánh, rồi Mỹ Phước, rồi Thành Gia, chợ Bân Cầu, chợ Thủ Một, chợ này chợ kia, thì tất cả đều có sản phẩm của bên công ty của mình ở trong đó.
Thì bạn cũng có thể cho biết thêm là hiện nay cái diện tích sản xuất rau của bốn cái chỗ bạn vừa nói và cái năng lực sản xuất mỗi ngày mình có thể đạt bao nhiêu ký? Hiện tại thì bên công ty thì thu hoạch tất cả các loại nha, ví dụ rau ăn lá các loại, rau ăn quả các loại thì tổng thu khoảng gần 700 ký. Tuy nhiên là mình phải thu xong là mình bắt đầu mới là loại từ những cái sản phẩm, ví dụ như thứ nhất là lá nó xấu, trái nó bị nứt hay trái bị sâu cái gì đó thì cái mình sẽ loại ra, thì còn lại khoảng chừng 600 xuất cho tất cả các trường học và các cửa hàng trên địa bàn. Thì trên cơ sở này thì bạn có những cái định hướng cho những năm tới về cái ngành rau này? Hiện tại thì công ty cũng đang triển khai là xây dựng một cái farm lớn, gọi là cái farm sản xuất tổng hợp ở trên đó là ấp Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, là tổng diện tích gần 3 hectare. Thì cái farm đó là hiện tại dưới này thì bên mình thì hai cái farm là sản xuất rau ăn lá, hai farm sản xuất rau ăn quả. Nó thiếu một cái điểm nhấn là để cho các học sinh, các bé và các cái khối cơ quan đoàn thể trải nghiệm là thiếu là mô hình chăn nuôi. Thì bên này chúng tôi về bên đó thì ngoài tôi sản xuất rau ăn lá, từng khu, ví dụ khu sản xuất rau ăn lá, khu sản xuất rau ăn quả, khu nuôi cá, khu nuôi gà, nuôi heo, nói chung là để là khi các học sinh hoặc là các cái khối cơ quan mà gọi là đô thị thì họ sẽ khi họ tham quan và trải nghiệm bên cái tổ hợp sản xuất của chúng tôi thì họ sẽ hình dung ra ví dụ con gà là nuôi như thế nào, con heo nuôi như thế nào, trồng rau như thế nào, trồng quả như thế nào, trồng chuối như thế nào, ví dụ vậy. Thì để là gọi là mô hình thôi. Thì mình thì trong 3 hectare đó thì mình cố gắng, gần 3 hectare đó thì cố gắng làm sao là bố trí cho nó phù hợp. Trong cái khoảng thời gian 5 năm qua là đón cũng rất là nhiều trường, trong đó là có trường Việt Anh, trường Hoa Thiên Lý, trường Lan Anh, trường có thử nghiệm và vân vân, và nhiều trường khác mang tính trường quốc tế. Thì khi trải nghiệm thì họ rất là vui, tuy nhiên là mình cảm nhận như là khi các bé tới bỏ dành một thời gian mà đi thực tế, nhưng mà tới mình thì chỉ hiểu được một quy trình của một cây rau. Người ta không hiểu được cái quy trình cái ăn quả là như thế nào, cái gì một cái nuôi cá như thế nào, mình cấy lúa như thế nào, hoặc là nuôi heo như thế nào đó. Thì em muốn là đem những cái mô hình đó về thì các bé xuống, ví dụ xuống tới rau sạch gia đình thì biết, gọi là biết tuốt. Dạ, bên này sẽ cố gắng sẽ là ra được cái sản phẩm đó. Cảm ơn bạn đã có những ý tưởng rất là tốt và nó rất phù hợp với cái xu hướng hiện nay. Sản xuất rau an toàn theo hướng hữu cơ là xu hướng tất yếu nhằm hướng đến một nền nông nghiệp bền vững, an toàn về thực phẩm. Mặt khác, sản xuất nông nghiệp ngày nay phải thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Việc áp dụng khoa học vào sản xuất, từng bước tiếp cận với nền nông nghiệp tiên tiến nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao trong đầu tư lĩnh vực nông nghiệp là một hướng đi đúng đắn. Bên cạnh những tiến bộ đã đạt được trên lĩnh vực này, chúng ta cần nghiên cứu thêm về việc cải tiến thiết kế nhà lưới, hệ thống tưới, cũng như cung cấp phân phù hợp cho cây rau nhằm giảm chi phí ban đầu xuống thấp nhất, thu hồi vốn nhanh, phù hợp với khả năng về kinh tế của bà con nông dân, nhưng phải đảm bảo về yêu cầu kỹ thuật, chất lượng rau an toàn vệ sinh thực phẩm. Có như vậy mới đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cộng đồng.